Văn hóa của các dân tộc Việt Nam được coi là nguồn cuội, là nguồn lực và sức mạnh mềm trong phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là một nhiệm vụ trọng tâm lâu dài được Đảng, Nhà nước đặt ra trong mọi thời đại. Nhờ vậy mà bản sắc văn hóa các dân tộc không những được gìn giữ bảo tồn mà còn được phát huy, chuyển hóa thành các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, giúp bà con thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Và câu chuyện bảo tồn văn hóa giúp phát triển đời sống đồng bào dân tộc vùng cao tại Quảng Nam là một ví dụ. Người Cơ Tu trước đây sống tách biệt trên các sườn núi cao, chỉ tập trung ở nhà gươn, được coi là trung tâm sinh hoạt chung của cộng đồng mỗi dịp lễ Tết. Nắm bắt được tập tục này, trong quá trình thực hiện đề án sắp xếp dân cư, chính quyền huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã vận động bà con thông qua các già làng, đồng thời đặt nhà gươn làm trung tâm của thôn. Chúng tôi là lấy xin ý kiến của người già làng và người có uy tín. Trên cơ sở đó là thống nhất của cán bộ thôn và bắt đầu tổ chức họp liên quan đến các hộ dân có cái mảnh đất tại đó. Cái nội dung này là chúng tôi là ý kiến xuất phát từ người dân hết là chính. Sống tập trung ở ngôi làng mới, người Cơ Tu không còn phải vượt núi rừng như xưa mà vẫn có thể duy trì và bảo tồn văn hóa truyền thống. Phụ nữ có nơi tập trung để dệt thổ cẩm, đàn ông có nơi để tổ chức lễ hội. Đúng từ chính sách sắp xếp dân cư đi kèm với bảo tồn văn hóa, xã Lăng đã trở thành điểm thu hút du lịch cộng đồng của tỉnh Quảng Nam. Tới bây giờ là mỗi lúc là có lễ hội, dù có du lịch đến là chúng tôi thường mặc là để thể hiện lại truyền thống của mình. Đây là trang phục từ đập từ vỏ cây. Theo tôi, nếu mà giữ được bản sắc của người Cơ Tu này, cộng với núi rừng của người Cơ Tu này, tôi tin rằng là đời sống của những đồng bào của Cơ Tu này thì rất lợi. Như vậy, chính du lịch, chính văn hóa đã nuôi mình, chính cái núi cái rừng mình giữ đã nuôi mình. Trong những năm gần đây, Tây Giang nói riêng và các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam nói chung đã và đang có những chủ trương lưu giữ giá trị văn hóa cộng đồng. Bởi đây được xem là nền tảng, là tiền đề để phát triển du lịch gắn với những giá trị văn hóa độc đáo. Định kỳ hàng năm là chúng tôi hướng dẫn cho các địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, làm từ thôn bản đến cấp xã, lên tới cấp huyện. Và đối với cấp tỉnh thì 4 năm một lần, chúng tôi tổ chức ngày hội văn hóa thể thao, năm nay thì có thêm cái du lịch. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định phải tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng, hoàn thiện các chính sách phát triển văn hóa trong phát triển kinh tế và kinh tế trong phát triển văn hóa. Những ngày hội lại đến, đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang biểu diễn điệu múa tung tung ra giá truyền thống với niềm tin vào một cuộc sống sung túc hơn.